Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với S News và hãy cùng chúng mình nắm bắt tin tức mỗi ngày. Mới đây, ca sĩ Sơn Ngọc Minh đã đăng đàn một loạt bằng chứng hẹn hò tình cảm với ca sĩ Eric. Tại đây thì anh cũng đã tố cáo Eric là đã lợi dụng tình cảm của anh để làm bàn đạp cho sự nghiệp ca hát của mình. Nam ca sĩ Sơn Ngọc Minh mới đây đã đăng tải một dòng trạng thái dài trên Facebook cá nhân của anh. Nội dung bài viết đã khiến cho nhiều người phải ngỡ ngàng. Theo đó thì anh chia sẻ rằng anh và Eric từng có giai đoạn hẹn hò vì Eric mà anh đã chia tay người yêu 4 năm của mình, nhưng cuối cùng thì Eric lại phũ phàng với anh. Cụ thể, Sơn Ngọc Minh tiết lộ rằng khi yêu anh đã đem hết mối quan hệ công việc của mình giới thiệu cho Eric, rồi khi mà Eric có những bài hit và sự nổi tiếng thì Eric đã bỏ anh đi. Eric đã lợi dụng tình cảm của anh. Sơn Ngọc Minh còn cho hay, Eric đã dùng chiêu trò để đạp anh xuống đáy xã hội chỉ để PR cho bài mới. Nhưng vì tin và yêu nên anh vẫn nhận hết lỗi về mình, rồi giờ đây nhận ra mình đúng là kẻ ngu ngốc. Cùng với bài tố này thì Sơn Ngọc Minh còn đính kèm thêm những hình ảnh tin nhắn của anh với Eric để chứng minh rằng họ có quan hệ tình cảm với nhau. Nhìn vào đoạn tin nhắn có thể thấy rằng, trong khi Sơn Ngọc Minh có vẻ muốn níu kéo và bày tỏ cảm xúc quan tâm tới Eric, thì Eric lại chú tâm nói về công việc hơn. Ngay sau đó thì bài đăng tố Eric lợi dụng tình cảm đã ngay lập tức khiến cho dư luận xôn xao. Tuy nhiên thì đã có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có những người cảm thấy thất vọng về Eric, nhưng cũng có những người nghi ngờ Sơn Ngọc Minh đang dàn dựng và PR để nổi tiếng. Lúc này thì Sơn Ngọc Minh đã rất bức xúc và comment bên dưới rằng mình chết mọi người mới vừa lòng à. Hay như một dòng trạng thái mới nhất mà anh vừa viết trên Facebook. Các bạn fan của bạn kia vào chửi mình đi. Mình nói mình không muốn nổi tiếng tức là mình đã xem nhẹ chuyện này. Mình đặt tâm thế rất nhẹ nhàng cho việc ra đi vĩnh viễn rồi. Chửi tao càng nhiều tao sẽ càng ra đi nhanh hơn. Rồi lúc đó đừng có hối hận. Hiện tại, những dòng trạng thái của Sơn Ngọc Minh vẫn đang tiếp tục gây sự chú ý và tạo nên làn sóng tranh cãi rất lớn. Về phía nam ca sĩ Eric thì vẫn chưa có bất cứ thông tin lên tiếng nào về câu chuyện trên. Mọi thông tin liên quan sẽ được S News cập nhật nhanh nhất. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên subscribe cho S News.